Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên phụ nữ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thà Hồng Sơn giám sát tại xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quang Bình đồng hành cùng hội viên khắc phục hậu quả thiên tai. Huyện Yên Minh nỗ lực tìm giải pháp nâng cao chất lượng cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 10 tại nhà Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên, dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đã có phát biểu tranh luận về sự cần thiết thành lập quỹ bảo tồn di sản văn hóa. Với không khí thảo luận sôi nổi, các đại biểu Quốc hội đã phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, trí tuệ, tập trung vào các nội dung trọng tâm với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Cơ bản, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao chất lượng hồ sơ chuẩn bị, tài liệu dự án luật trình Quốc hội, cơ bản thống nhất với báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo luật. Đồng thời, các đại biểu Quốc hội đã phân tích sâu sắc, làm rõ thêm nhiều nội dung, đề xuất cụ thể việc tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý một số từ ngữ, thuật ngữ, điều khoản, nội dung cụ thể trong dự thảo luật, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật phù hợp, khoa học và khả thi hơn. Đại biểu Phạm Thúy Trinh, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang cho rằng, nguồn lực dành cho bảo tồn di sản văn hóa và các nhiệm vụ khác đang đặt ra yêu cầu, nhu cầu rất lớn về ngân sách đảm bảo. Tôi cho rằng cái việc mà thành lập quỹ bảo tồn di sản văn hóa đặt ra từ yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, nó cũng sẽ dẫn đến nhiều rủi ro. Thứ nhất là sẽ phân tán về nguồn lực của ngân sách nhà nước. Và thứ hai là nó sẽ không đảm bảo cái nguyên tắc là một tài liệu duy nhất về ngân sách nhà nước. Và thứ ba là nó sẽ có những khó khăn khi triển khai tổ chức thực hiện. Và tôi cho rằng khi nguồn lực mà của chúng ta không được thể hiện một cách rõ ràng thì sẽ rất khó có thể tổ chức được thực hiện. Và đặc biệt là đối với các địa phương, việc thành lập, duy trì và quản lý vận hành các quỹ này sẽ vô cùng khó khăn. Kính thưa Quốc hội, tôi cho rằng cái yêu cầu đặt ra đối với nguồn lực về văn hóa nói chung và bảo tồn di sản văn hóa là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc thành lập quỹ này thì cũng cần phải được xem xét hết sức thấu đáo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến thảo luận và sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu thấu đáo, kỹ lưỡng ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật với chất lượng tốt nhất, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét. Ngày 23 tháng 10, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên phụ nữ. Tham dự có đồng chí Vàng Xeo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Hồ Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Buổi tiếp xúc đối thoại còn được kết nối trực tuyến với sự tham gia của 380 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Tại buổi tiếp xúc đối thoại, trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cán bộ hội viên phụ nữ đã bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, tập trung vào các nhóm nội dung, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, các chế độ kinh phí hoạt động, điều kiện làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở, chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giải pháp tìm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm, vấn đề chuyển đổi số, phát triển du lịch, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác bảo vệ phụ nữ trên không gian mạng, phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ trẻ em, cơ chế chính sách hỗ trợ vốn vay cho phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Văn kiến nghị với cấp có thẩm quyền nên có cơ chế chính sách cho vay và hỗ trợ lãi suất cho vay đối với các hộ thuộc diện không nghèo để người dân có cơ hội phát triển quy mô sản xuất chăn nuôi và làm giàu. Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy sẽ có những giải pháp và chính sách ưu tiên cụ thể nào nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các vị trí chủ chốt, cũng như ưu tiên hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ nguồn, cán bộ người dân tộc thiểu số ở các cấp được đi học và tham gia các lớp trên đại học. Đối với nội dung về công tác quy hoạch đào tạo cán bộ nữ, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, những năm qua tỉnh đặc biệt quan tâm công tác cán bộ nữ nhằm tăng tỷ lệ nữ cán bộ nói chung và nữ cán bộ tham gia lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Bên cạnh
cái việc sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của thường trực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ công tác quy hoạch tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ thì cũng gửi tới các đồng chí cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh ấy, là mong muốn các đồng chí là cũng phải tự đào tạo, tự rèn luyện, tự trau dồi để làm sao đáp ứng được điều kiện tiêu chuẩn mỗi khi mà có một cái chủ trương liên quan tới công tác cán bộ ở một cơ quan, ở một đơn vị, ở một địa phương. Nếu có nữ mà trong quy hoạch mà đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn mà ở đó chưa có cán bộ nữ thì bao giờ cũng ưu tiên cán bộ nữ. Ngoài ra, các ý kiến của cán bộ hội viên phụ nữ cũng đã được lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số sở ngành liên quan trực tiếp trả lời, giải đáp, đồng thời cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo động lực để cán bộ hội viên phụ nữ tích cực đóng góp nâng cao chất lượng hoạt động hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Kết luận buổi tiếp xúc đối thoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở ban ngành đã trả lời đầy đủ nội dung được cán bộ hội viên phụ nữ quan tâm đề cập. Đồng thời biểu dương tinh thần dân chủ cởi mở, các ý kiến tâm huyết của cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu: đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu các giải pháp thực hiện tốt công tác cán bộ nữ và phấn đấu đảm bảo tỷ lệ nữ cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Rồi là phấn đấu là nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 thì cũng đảm bảo. Nhưng mà ở đây thì quan tâm nhất là tới xã, phường, thị trấn. Đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban tỉnh chỉ đạo các cơ quan, các sở ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho Hội Liên hiệp Phụ nữ và phụ nữ trong tỉnh phát huy vai trò nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định. Đối với các cấp hội phụ nữ cần chủ động hơn trong bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chuyên môn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Mong muốn các đồng chí phải quan tâm hơn cái đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội để làm sao mà chúng ta thu hút tập hợp được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia với chúng ta. Nhưng đặc biệt tôi vẫn trao đổi với các đồng chí là lưu ý là hoạt động ở cấp chi hội, ở cấp cơ sở. Đối với hội viên phụ nữ trong tỉnh thì tôi đề nghị các đồng chí tích cực thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thi đua lao động sản xuất, công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, chủ động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị của hội, nhất là cái công tác chuyển đổi số. Rồi tới đây là cái chương trình xóa nhà tạm, nhà dồn nát, rồi cái chương trình xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024 cũng như cả nhiệm kỳ. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với cán bộ hội viên phụ nữ ở cấp mình để kịp thời có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý điều hành của chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Phối hợp tạo điều kiện để các cấp hội phụ nữ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đặc biệt là tổ chức tốt các phong trào của hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Hoàng Su Phi, ngày 23 tháng 10, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phi. Cùng tham gia giám sát có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thào Hồng Sơn đã đi kiểm tra giám sát thực tế dự án mở mới, nâng cấp tuyến đường liên xã Bản Máy, Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì đi xã Nàn Xịn, huyện Xín Mần. Chiều dài tuyến đường gần 9 km, tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đã bố trí vốn được 18 tỷ đồng. Hiện nay đã thi công mở nền đường được 5 km, đổ bê tông mặt đường được 2,2 km,
hoàn thiện 16 cống thoát nước và 1,3 km rãnh thoát nước. Theo đánh giá thì tiến độ thi công chậm do nguồn vốn kế hoạch hàng năm giao thấp, đạt 18% so với tổng mức đầu tư. Cùng với đó, do mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều vị trí ta luy dương và ta luy âm trên tuyến, chậm giải phóng mặt bằng do vướng vào đường cấp nước sinh hoạt cho khu vực trung tâm xã. Qua giám sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị huyện Hoàng Su Phì xem xét báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí vốn kế hoạch để giải ngân khối lượng hoàn thành của các dự án và bố trí nguồn kinh phí để tiến hành khắc phục hậu quả do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai xảy ra tại các dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, nhất là phần nền đường và ta luy dương khi đảm bảo an toàn kỹ thuật mới tiến hành đổ bê tông. Đơn vị thi công trong quá trình làm đường phải đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Địa phương phối hợp cùng đơn vị thi công và người dân đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình. Cũng trong ngày 23 tháng 10, đoàn kiểm tra số 1 Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn có buổi làm việc kiểm tra tại huyện Quang Bình. Qua kiểm tra cho thấy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quang Bình có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 10 tháng năm 2024, cấp xã đã tổ chức được 142 buổi lồng ghép tuyên truyền luật dân chủ cơ sở, trên 200 cuộc tiếp dân, 76 cuộc đối thoại với dân, 135 thôn tổ dân phố đều có tổ hòa giải cơ sở. Cấp huyện đã tổ chức được 26 cuộc tiếp dân, giải quyết 22 trên 26 vụ việc đơn thư, thực hiện 4 cuộc tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn đạt 99,3%. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy, việc triển khai quy chế dân chủ tại một số xã còn chậm, tỷ lệ vốn giải ngân theo 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng còn yếu. Kết luận buổi kiểm tra, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi đề nghị huyện Quang Bình duy trì nghiêm túc Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cấp huyện và cấp xã. Việc thực hiện quy chế dân chủ phải đi đôi với đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nâng cao chất lượng Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, không để tình trạng nổi cộm, bức xúc dẫn đến vượt cấp, tạo mọi điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, với việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia thì nguồn vật liệu xây dựng thông thường là đá vô cùng quan trọng đối với huyện Đồng Văn. Tuy nhiên hiện nay vật liệu xây dựng thông thường chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng ở địa phương. Là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông xây dựng đang triển khai một số dự án tại huyện Đồng Văn, nên công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phương Linh rất quan tâm tới nguồn cung đá xây dựng cho các công trình dự án mà công ty đang thi công, bởi nếu không giải quyết và chủ động được vật liệu đá xây dựng, rất có thể ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đang thi công. Ở trên công viên đá Đồng Văn này thiếu nguyên vật liệu như sỏi, đá để chúng tôi đổ bê tông và thực hiện các chương trình trong cái công ty công tác xây dựng. Đề xuất với tỉnh để nghiên cứu lại để mở rộng với các cái bãi đá này để cho các xã lân cận và các xã khác, bởi vì là đối với huyện Đồng Văn là có 19 xã thị trấn, chỉ mỗi cái bãi của thầy Vị Tổng nó phục vụ cho 16 xã thị trấn thì không đủ, không đảm bảo về cái phục vụ cho cái nông thôn mới. Năm 2024, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn làm chủ đầu tư trên 73 công trình, dự án chuyển tiếp và khởi công mới với tổng vốn đầu tư trên 308 tỷ đồng. Theo tính toán, tổng nhu cầu đá, bột đá làm vật liệu xây dựng các công trình khoảng trên 300.000 mét khối. Tuy nhiên, huyện chỉ có mỏ đá tại thôn Habuda, xã Thải Phiền Tùng được cấp phép khai thác với công suất đăng ký 6.000 mét khối đá nguyên khai một năm. Chính từ sự thiếu hụt đá làm vật liệu xây dựng, giá đá cao nên những năm trước tại huyện Đồng Văn thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép. Đồng Văn thì hiện tại là còn một cái điểm khai thác là được cấp phép. Tuy nhiên là trong các cái nhu cầu về vật liệu xây dựng trên địa bàn thì là rất là lớn. Thế thì là có một cái bãi đá thì không thể là cung cấp đủ cho cái nhu cầu của bà con nhân dân. Với chủ trương không đánh đổi phát triển kinh tế với môi trường và các cam kết bảo vệ di sản vùng công viên địa chất toàn cầu, huyện Đồng Văn tăng cường kiểm tra xử lý nên tình trạng khai thác đá trái phép đã được khắc phục triệt để. Tuy nhiên, việc thiếu đá là vật liệu xây dựng không đáp ứng đủ nhu cầu đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình dự án.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần giải quyết được cơ bản tình trạng thiếu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện, đặc biệt là 4 huyện vùng cao nguyên đá hiện nay, thì vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác 5 mỏ đá vôi tại các huyện trong tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định công nhận kết quả trúng đấu thầu mỏ đá vôi cho các doanh nghiệp tại thôn Thảo Lủng, xã Bải Lủng, huyện Mèo Vạc, thôn Thanh Long, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, thôn Nà Hảo, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, thôn Há Đề, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn và thôn Bản Đuốc, khu 1, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê. Quyết định cũng yêu cầu các doanh nghiệp trúng thầu cần nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đá vôi tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Giang trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật liên quan. Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản đối với điểm mỏ trúng đấu giá nêu trên theo quy định. Ngày 23 tháng 10, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội thảo tư vấn phản biện tham gia góp ý đối với dự thảo luật hóa chất sửa đổi. Dự thảo luật hóa chất sửa đổi gồm 9 chương 89 điều. Sau nhiều lần lấy ý kiến góp ý, tiếp thu và chỉnh sửa, đến nay đã cơ bản hoàn chỉnh. Các đại biểu tham dự hội thảo đề nghị cơ quan soạn thảo cần có quy định rõ hơn về những hành vi cấm trong sử dụng hóa chất độc hại. Về quy định khoảng cách các nơi sản xuất, lưu trữ hóa chất độc hại, ngoài cách xa khu dân cư, cơ quan hành chính nhà nước cần bổ sung thêm các đơn vị như trường học, cửa hàng xăng dầu. Luật cần bổ sung thêm quy định về việc kiểm soát mua bán hóa chất ở quy mô nhỏ lẻ và hộ gia đình. Đối với việc quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, cũng cần nêu rõ hơn việc quản lý các thành phần nguy hiểm trong sản phẩm, đưa thêm các điều khoản về kiểm soát hóa chất trong khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đề nghị trong luật cần có thêm nội dung đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền luật tới nhân dân. Trên cơ sở những ý kiến tham gia đóng góp tại hội thảo, cơ quan chủ trì là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh sẽ tổng hợp, gửi đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang nghiên cứu, tham gia ý kiến tại kỳ họp của Quốc hội. Ngày 22 tháng 10, tại huyện Bắc Quang, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật, lồng ghép trình diễn phiên tòa giả định về phòng chống bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của hệ thống quy định pháp luật về phòng chống, xử lý hành vi bạo lực xâm hại phụ nữ, trẻ em, các hình thức hành vi xâm hại trẻ em, đồng thời diễn ra phiên tòa giả định có kịch bản dựa trên vụ án có thật được dựng lại theo đúng quy trình tố tụng một vụ án hình sự. Qua hội nghị đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em, nâng cao ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đồng thời giúp người dân, phụ nữ và trẻ em có kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để phòng ngừa bạo lực, xâm hại và bảo vệ bản thân. Từ đó giúp mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ của huyện Bắc Quang trở thành tuyên truyền viên tích cực, giúp đỡ người thân và những người xung quanh nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống bạo lực, giải quyết các vụ việc xâm hại trẻ em, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả hệ thống chính trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quang Bình trong thời gian qua đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, đồng hành để giúp hội viên phụ nữ vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai. Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, tiền mặt, ngày công lao động được quyên góp từ cán bộ hội viên và kêu gọi từ các tổ chức cá nhân thiện nguyện để giúp 120 hộ gia đình hội viên bị ảnh hưởng dần ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Những hộ dân ở thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình, nhiều chị em phụ nữ phải trải qua những biến cố lớn nhất trong cuộc sống từ trước đến nay. Ngôi làng nơi họ sinh sống gắn bó từ bao đời nay bỗng chốc bị san bằng, ngổn ngang, nham nhở từ cơn lũ, sạt lở đất đá. Nhà cửa, ruộng, vườn, gia súc, gia cầm bị vùi lấp. Họ đã kịp thời chạy lũ để bảo toàn tính mạng, nhưng vẫn còn đó những lo lắng, bất an vì sức tàn phá, mức độ ảnh hưởng của thiên tai gây ra. Đối với bản thân tôi thì từ khi sinh ra là chưa bao giờ thấy có một cái đợt thiên tai mà ảnh hưởng nặng nề như thế đối với thôn Đồng Tâm. Nó không chỉ gây ảnh hưởng đến về tài sản mà còn gây ảnh hưởng rất là lớn đến tinh thần của chị em. Tuyên truyền vận động chị em làm công tác tư tưởng, nắm bắt tâm lý của chị em, vận động tuyên truyền chị em là tin tưởng vào đường lối của Đảng và thực hiện theo cái nội dung chủ trương chính sách của hội, luôn đồng hành sát cánh cùng chị em trong mọi hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt nhất là các hoạt động hỗ trợ. Trong khó khăn hoạn nạn, đây cũng là thời điểm cần thiết nhất để tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ phát huy vai trò là chỗ dựa tinh thần của chị em.
Trong thời gian qua, tại các địa bàn bị ảnh hưởng do thiên tai, đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở đã đồng hành, sát cánh cùng hội viên di dời nhà cửa, tài sản đến nơi ở an toàn. Tổ chức hội cùng các cấp các ngành kêu gọi kết nối quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm, phục vụ sinh hoạt hàng ngày của các gia đình. Động viên khích lệ chị em về mặt tinh thần và tiến hành các bước tiếp theo khôi phục sản xuất, tái định cư cho gia đình các hội viên. Các cơ sở hội cũng đã vận động được trên 2 tấn gạo dành cho các cơ sở hội, hơn 790 công hỗ trợ bà con dựng lại nhà rồi là di rời nhà cửa. Đối với lại về tiền mặt thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ được chị em, phát huy được các nội lực và hỗ trợ được chị em được khoảng trên 50 triệu đồng. Và 120 hộ gia đình phụ nữ được giúp đỡ trong cái đợt vừa rồi. Vụ lạc giống năm nay cùng với biến cố của cơn bão đã khiến sản xuất gặp khó khăn hơn, năng suất đạt thấp hơn, công tác thu hoạch cũng trắc trở do thời tiết không thuận lợi. Hội viên phụ nữ trong chi hội lại chung tay góp sức trên đồng ruộng. Nay thu nhà này, mai đổi công thu cho nhà khác. Việc thu hoạch lạc khẩn trương để chuẩn bị làm đất xuống giống trồng cây vụ đông. Sau mưa lũ thì tinh thần của người dân dần ổn định lại và đi vào sản xuất như là thu lúa, thu lạc, rồi chăn nuôi gia súc, gia cầm. Không khí của lao động sản xuất dần lấn át những lo lắng mất mát. Họ lấy lại nụ cười, niềm tin về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn khi luôn có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ phía các cấp, các ngành, tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ. Chiều ngày 22 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc tổ chức trao tặng kinh phí xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, xã Sơn Vĩ. Tại lễ trao tặng kinh phí, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, báo Công lý cùng nhà tài trợ đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng cho 10 hộ nghèo còn khó khăn về nhà để xây dựng, sửa chữa làm nhà mới, mỗi hộ 20 triệu đồng. Số kinh phí trên do báo Công lý cùng nhà tài trợ trao ủng hộ nhân dân trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại trong khuôn khổ sự kiện hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số năm 2024 được tỉnh tổ chức vào đầu tháng 10 vừa qua. Số kinh phí được trao tặng là sự sẻ chia của các đơn vị nhằm góp phần hiện thực hóa ước mơ được ở trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, tạo động lực để bà con sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. Đến nay, huyện Yên Minh có tổng số 374 hộ thực hiện. Tuy nhiên, chất lượng cải tạo vườn tạp chưa đồng đều, hiệu quả chưa cao. Huyện đang nỗ lực tìm các giải pháp để nâng cao chất lượng cải tạo vườn tạp. Gia đình chị Vàng Thị Lắm, thôn Nà Hoa, là một trong 25 hộ trên địa bàn xã Mậu Duệ được vay vốn 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Minh để cải tạo vườn tạp. Tuy nhiên, do quá trình thực hiện, việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật cũng như vốn đầu tư còn hạn chế, nên quy mô sản xuất và hiệu quả kinh tế mang lại từ mảnh vườn đã cải tạo của gia đình chưa đạt được như kỳ vọng. Theo em là mức vay là em có thể là tăng thêm để mình có được vốn cải tạo rộng hơn nữa, thêm nhiều cái để mình phát triển hơn nữa, vì vốn vay hiện tại là ít. Nên là không đủ vốn để mình làm cải tạo vườn. Mong muốn là chỗ cơ quan chuyên môn như chỗ phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông, những cái cơ quan đầu ngành ấy, tạo điều kiện cho bà con là được tiếp cận những cái lớp tập huấn để chuyển giao khoa học công nghệ nó được tốt hơn và nâng cao cái trình độ sản xuất của bà con được cao hơn và có hiệu quả hơn. Triển khai nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đến nay, huyện Yên Minh có tổng số 374 hộ thực hiện, trong đó có 364 hộ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, với tổng số vốn đã giải ngân là gần 11 tỷ đồng. Tổng số vườn được đánh giá chất lượng theo 4 tiêu chí của tỉnh là 333 hộ. Cụ thể, có 85 vườn đạt 4 tiêu chí, 138 vườn đạt 3 tiêu chí, 88 vườn đạt từ 1 đến 2 tiêu chí, 22 vườn không đạt tiêu chí nào. Bên cạnh đó, mức vốn được vay theo Nghị quyết 58 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ hiện nay còn thấp, thời gian cho vay ngắn cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân gặp khó khăn nên chất lượng cải tạo chưa đồng đều, hiệu quả chưa cao và thiếu tính bền vững. Cũng hơi ít vốn nên là cũng có một số hộ cũng muốn từ bỏ ấy, nhưng mà cũng vẫn động viên nhau để làm thôi. Còn nếu mà nhà nước có cơ chế mà
cho thêm, tăng thêm mức hạn cho vay ấy, và cho thêm vốn vay ấy, thì tôi nghĩ là ổn hơn. Nắm bắt được tinh thần đấy thì chúng tôi cũng đã họp ban chỉ đạo và chỉ đạo các cái cấp ủy đảng tăng cường cái vai trò lãnh đạo đối với lại những cái hộ mà tiến hành cái cải tạo vườn tạp theo nghị quyết 05, và đặc biệt chỉ đạo thêm là lồng ghép các cái chương trình, ba chương trình mục tiêu, để làm sao cái chương trình cải tạo vườn tạp nó phát huy được hiệu quả và mang lại cái hiệu quả thiết thực cho nhân dân, nhằm nâng cao cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện. Thực tế cho thấy từ việc thực hiện cải tạo vườn tạp đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mang lại hiệu quả cho người dân. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt, sâu sát của cấp ủy, chính quyền cơ sở, thì tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ gia đình được thông suốt về tư tưởng, nắm vững chủ trương, chính sách, nội dung để chủ động tích cực tham gia thực hiện cải tạo vườn tạp sẽ là yếu tố tiên quyết để nâng cao chất lượng cải tạo và đảm bảo tính bền vững. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web hagiangtv.vn hoặc kênh YouTube Hà Giang TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.